một màn cầu hôn vô cùng hài hước. Trong lúc đang đi dạo tại vườn táo, anh chàng Randy quỳ gối xuống, đưa chiếc nhẫn cầu hôn ra và hỏi: "Cưới anh em nha." Cô bạn gái Miranda ngay lập tức ném nguyên quả táo đang ăn dở vào mặt Randy. Thậm chí cô còn gọi Randy là kẻ dối trá và quay lưng bước đi. Không ngờ đi vài bước thì cô vẫn thấy Randy vẫn còn quỳ gối đưa nhẫn về phía cô. Miranda hỏi: "Anh có đang nói dối không?" Và Randy dứt khoát trả lời là không. Thế là không giấu được sự vui mừng, Miranda nhảy bổ vào ôm hôn Randy, khiến cho cả hai cùng ngã lăn quay ra đất. Hóa ra Randy đã từng nhiều lần trêu ghẹo Miranda bằng cách giả bộ quỳ gối cầu hôn, và lần này Miranda đinh ninh, Randy lại đùa dai với mình lần nữa. Đây là cặp đôi Kaylee Fahey và James Regastuso, lần đầu tiên hẹn hò khi cả hai còn đang học trung học, cách này hơn một thập kỷ. Sau nhiều năm bên nhau, chia tay rồi lại tái hợp, James đã xác định được tình cảm của mình và quyết tâm ngỏ lời cùng Kaylee. Mới đây, họ đã đến công viên ngắm cảnh. Kaylee rất phấn khích trước cảnh quan tuyệt đẹp trước mắt, còn James tỏ ra ân cần, đề nghị chụp ảnh diễn sâu từ phía sau cho bạn gái. Đến khi Kaylee quay lưng trở lại, cô vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy James đang quỳ gối, miệng tươi cười, trên tay cầm một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những nữ thần lộng lẫy và mạnh mẽ, nhà thiết kế Trung Thanh Phong vừa chính thức giới thiệu những mẫu thiết kế mới nhất thuộc bộ sưu tập She's a Goddess đến với giới mô điệu thời trang. Đêm diễn mang đến hơn 80 thiết kế đa dạng về phong cách từ nhẹ nhàng nữ tính đến cá tính hiện đại, mang tính ứng dụng cao trong đời sống, tác lên sự sang trọng và quyền lực cho người mặc. Khi nhắc đến nữ thần, mọi người sẽ luôn luôn nghĩ đến tà bay bổng, rất là nữ tính, rất là có một cái gì đó gọi là bánh bèo. Với cái thông điệp lần này là She a Goddess, tức là cô ấy là một nữ thần. Thì với cái thông điệp này thì Trung Thanh Phong muốn tôn vinh cái sự nữ quyền, cũng như là tôn vinh những cái phái đẹp lúc nào cũng phải xinh đẹp, cũng phải tự tin. Đã là phái đẹp thì phải xinh. Thì hy vọng mọi người sẽ đón nhận nó, sẽ đón nhận những cái tâm huyết của Trung Thanh Phong và tiếp thêm cho Trung Thanh Phong sức mạnh. Và hy vọng rằng thời trang của Trung Thanh Phong sẽ càng ngày càng đến gần hơn với tất cả những tín đồ thời trang và những khách hàng của mình. Ngoài những gương mặt quen thuộc của sàn diễn trong nước như Minh Tú, Phí Phương Anh, Cao Ngân, Trung Thanh Phong còn cất công mời Lucas, người mẫu diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Thái Lan sang biểu diễn. Lucas gây ấn tượng mạnh khi đảm nhận vai trò Vedette trong bộ cánh nữ hoàng lộng lẫy. Với phong thái tự tin, chuyên nghiệp, cô đã khiến người xem thật sự mãn nhãn. Theo những nội dung của đoạn clip trên, bé gái sau khi bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần về việc làm thiếu bài tập và quên mang vở đã khiến mẹ mình nổi giận. Người mẹ quyết định phạt đòn, thì cúng cưng từ bên ngoài chạy xa vào lòng mẹ núng niu nhằm giúp mẹ nguôi cơn giận. Tuy nhiên tình hình căng thẳng hơn khi nàng cún cũng bị đuổi ra ngoài. Thấy có vẻ như chiêu nịnh nọt không hiệu quả, em chó liền đổi hướng, đè lên em bé để lấy thân mình đỡ đòn nếu bạn mình có bị phạt đánh. Ngày 14 tháng 12, Công an quận Bình Tân cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Dương Khánh, 25 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Theo đó, vào 3 giờ sáng ngày 10 tháng 12, thông qua ứng dụng Uber, chị Đinh Thị Tuyết Khắc, 21 tuổi, đã đặt xe ôm từ quận 12 về đường Tên Lửa, quận Bình Tân và được tài xế Khánh điều khiển xe máy hiệu Quay mang biển kiểm soát 54Z94758 đến địa điểm trên chở đi. Khánh đã chở nạn nhân đi lòng vòng và mượn điện thoại Samsung Galaxy A5 của chị H để xem bản đồ vị trí nơi đến. Khi đến một bãi đất trống, Khánh khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại rồi chở nạn nhân ra quốc lộ 1A để tự đón xe ôm về. Sau đó, nạn nhân nhờ bạn gọi đến đề nghị Khánh cho chuộc lại điện thoại. Khi Khánh đến nơi hẹn tại quận 7 thì bị bạn trai của nạn nhân cùng người dân ập tới bắt giữ, giao nộp cho công an phường Tân Hưng để xử lý. Tang vật công an thu được gồm 3 điện thoại di động, dao bấm cùng nhiều tang vật khác. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cho biết vụ cháy nổ xảy ra tại khu vực lò hơi của phân xưởng số 8 chuyên sấy ép mùn cưa. Sau tiếng nổ dữ dội, lửa bốc lên bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bình Dương đã huy động 20 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến 9 giờ cùng ngày, vụ cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Hàng ngàn mét vuông nhà xưởng bị cháy rụi cùng nhiều máy móc thiết bị. Công an tỉnh Bình Dương đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường. Nhưng do trong nhà xưởng còn nhiều đám cháy nhỏ nên công tác khám nghiệm vẫn chưa được thực hiện.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 12 trên đường Phan Văn Trị, đoạn gần cầu Hang Trong thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc giằng co, cô gái này bất ngờ châm lửa đốt xe tay ga của nam thanh niên, khiến chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt giữa đường, khiến cho nhiều người một phen hoảng loạn. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt, tuy nhiên chiếc xe tay ga Nuvo đã bị thiêu rụi, nam thanh niên bị thương ở đầu. Ngay sau đó, công an phường 11 quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc manh động này. Ngày 14 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại công viên Cát, đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, đối với bị cáo Bùi Minh Thương, 33 tuổi, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, sau gần 5 năm chung sống như vợ chồng và có một con chung, Thương nghi ngờ vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Ngọc Cường nên thường cãi nhau. Chị Tuyết đưa con về nhà nội của mình tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống. Vào lúc 21 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2016, Thương đến nhà bà nội chị Tuyết ăn dỗ và kêu chị Tuyết đưa con về nhà. Khi đến đây, Thương giấu một con dao trong người để đánh nhau nếu gặp Cường. Đến nơi, Thương thấy Tuyết, Cường và một số người khác cũng đang ăn dỗ tại đây. Thương yêu cầu vợ đưa con về nhà nhưng chị Tuyết không đồng ý. Lúc này Thương và Cường xảy ra xô xát, thấy Thương dùng dao đâm Cường, chị Trần Thị Ngọc Tâm, vợ Cường liền chạy đến can ngăn, thì bị Thương đâm trúng vai và tay, còn Cường được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Thương ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thương 20 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù. Sáu công nhân Việt đã thiệt mạng khi đám cháy bùng phát lúc 2 giờ 10 sáng hôm qua 14 tháng 12 ở nhà máy chuyên sản xuất phim cách nhiệt ô tô, màn an toàn chống xước, nổ cho màn hình LCD. Các cơ quan chức năng Đài Loan đã đưa 6 bộ di hài về tang lễ thành phố Đào Viên làm các thủ tục xét nghiệm ADN để nhận dạng. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Đào Viên làm rõ. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, 6 nạn nhân được cho là đang nghỉ ngơi ở ký túc xá dành cho lao động nước ngoài của công ty, không phải đang làm việc trong công xưởng. Vì thế, theo luật pháp Đài Loan, sẽ rất khó để các gia đình trình đơn xin bồi thường thiệt hại liên quan tới lao động. Trưa 15 tháng 12, Nguyễn Thị Ánh, 17 tuổi, quê Đồng Nai, điều khiển xe máy lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì xảy ra va chạm với một xe tải đầu kéo biển số thành phố Hồ Chí Minh. Va chạm khiến cô gái trẻ ngã ra đường, bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Khi tai nạn xảy ra, chiếc xe tải đầu kéo liên quan đến vụ việc vẫn tiếp tục lưu thông rời khỏi hiện trường. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã đuổi theo, yêu cầu tài xế điều khiển xe quay trở lại hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Thuận An đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vượt mấy chục km mỗi ngày từ xã Cù Lao Long Khánh, huyện Hồng Ngự đến thị xã Hồng Ngự để bán từng tờ vé số, thu nhập của bà Hà Thị Lợi cũng chỉ vỏn vẹn vài chục ngàn để lo bữa ăn cho người chồng đang mang bệnh tật. Mỗi dĩa cơm hàng ngày nơi đây cũng giúp bà đỡ phần nhọc nhằn trên bước đường mưu sinh. Thở một chút, tại vì dĩa cơm giờ thì nó cũng mười mấy hai chục ngàn. Mà mình tiện đâu mình mua tới dĩa cơm tiệm ăn. Nếu cô ăn bữa nào cũng cơm tiệm tính đi một dĩa là 15 ngàn đó, mỗi một ngày. Một ngày 15 ngàn cho tính đi lận tháng bao nhiêu chổng thôi. Thực khách của quán đa phần là người dân lao động nghèo với thu nhập bấp bênh. Cô bán vé số, anh phụ hồ, em học sinh nghèo hay anh bán bánh mì. Mỗi người một số phận nhưng tất cả đều thấy ấm lòng hơn với những dĩa cơm không đồng trong gần 5 năm qua. Không góp được gạo, tiền thì phụ công sức, nhiều người cũng tình nguyện sắp xếp ở lại phụ quán. Ở nhà trồng được gì ngon hay quyên góp được gì, mọi người đều mang đến ủng hộ để góp thêm nhiều suất cơm từ thiện. Có những tình nguyện viên ở cách xa hàng chục km vẫn tranh thủ thời gian mỗi ngày tham gia hỗ trợ quán cơm. Điều ý nghĩa nhất đối với tôi khi ở đây đó chính là tôi bỏ công sức của mình ra để mà phụ giúp với mấy cô ở đây. Phụ tiếp ra nấu ra những cái dĩa cơm thật là ngon để đãi cho mọi người. Đó là cái niềm vui của tôi. Những thiện tâm tiếp nối, việc nghĩa lan tỏa khắp nơi, mỗi người đồng cảm và góp nhặt một chút công, chút của như vậy thôi đã làm nên nhiều điều kỳ diệu cho cuộc sống này. Rạng sáng nay 15 tháng 12 theo giờ Việt Nam, hai vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại thành phố Maastricht của Hà Lan
khiến 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng tình nghi và loại trừ khả năng vụ việc có liên quan tới khủng bố. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh an ninh đang được tăng cường cao độ ở nhiều nước châu Âu trước thềm lễ Giáng sinh và năm mới 2018. Sau nhiều giờ đồng hồ bám theo qua nhiều tuyến đường thì người thanh niên phát hiện có người đang theo dõi nên liền tăng tốc bỏ chạy. Lúc này các hiệp sĩ liền tăng ga đuổi theo. Khi đến đường Trần Bình Trọng, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ép được xe đối tượng lại. Các hiệp sĩ đưa ra hình ảnh, chứng cứ rõ ràng và mời người thanh niên này về công an phường làm việc. Đối tượng khai tên Vũ Văn Hòa, sinh năm 1975, quê Phú Thọ, tạm trú phường An Phú, đã có 2 tiền án về tội lưu hành tiền giả vào một vụ chống người thi hành công vụ và thừa nhận là người trộm điện thoại, trộm nước yến và nhiều vụ trộm khác trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát. Hiện công an phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ. Ai là bị hại vui lòng đến công an phường Hòa Lợi trình báo. Do cầu Ông Dự là lối đi duy nhất của người dân thôn Mỹ Đồng để ra quốc lộ 1A, nên khi cây cầu bị lũ cuốn trôi đất một bên mố cầu khiến nó bị đứt gãy, sụp nghiêng giống như hình chữ V. Người dân thôn này đã lấy nhiều thân cây dừa chèn lót ngang trên đoạn mặt cầu bị gãy nghiêng và gác lên một tấm bê tông để tạo lối đi rộng vừa đủ cho 2 xe máy qua lại. Hàng ngày hàng trăm hộ dân của thôn này, nhất là các em học sinh, luôn thấp thỏm khi đi qua cầu vì không biết cây cầu sẽ bị đổ sập xuống bất cứ lúc nào, nhất là sau mỗi cơn mưa lớn. Tình trạng trên đã kéo dài hơn một tháng nay, nên người dân thôn Mỹ Đồng rất mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa, xây lại cây cầu để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân mưu sinh và nhất là việc học hành cho các em học sinh. Hung thủ trong vụ án này là Trần Văn Phi, 21 tuổi, quê An Giang, nạn nhân là Nguyễn Văn Đông, 50 tuổi, quê Đồng Nai, hành nghề xe ôm. Phi khai nhận, vào tối 26 tháng 11, Phi đi lang thang tại khu vực ngã ba Vũng Tàu, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thì thấy ông Đông đang đón khách. Phi đi tới và yêu cầu ông này chở mình về phía phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An. Trên đường đi, Phi nảy sinh ý định cướp tài sản nên yêu cầu ông Đông chở mình vào gần khu công nghiệp Dệt May Bình An. Nhân cơ hội nạn nhân không để ý, Phi đã dùng dao đâm liên tiếp vào người ông Đông khiến ông chết tại chỗ, rồi kéo xác vào giấu trong bãi cỏ. Gây án xong, đối tượng lục lọi lấy đi toàn bộ tài sản và giấy tờ tùy thân rồi chạy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Tới sáng hôm sau, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện và trình báo công an. Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi giết người, cướp tài sản đối với Phi. Sáng nay 15 tháng 12, bờ sông Hậu thuộc phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục sạt lở thêm một đoạn khoảng 110m, ngoạm sâu vào 3-5m gây nguy hiểm cho các hộ dân tại đây. Theo ghi nhận, mấy ngày nay sạt lở lại tiếp diễn tiến sát vào đường đi, có nguy cơ ảnh hưởng thêm 8 hộ dân, hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các nền nhà liền kề xuất hiện nhiều vết nước đang trôi tuột xuống sông. Theo người dân địa phương, hố nước ở đây sâu hơn 10m rất nguy hiểm. Trước tình hình này, bên cạnh cấm biển cảnh báo, địa phương cũng đã cắt đường giao thông và yêu cầu người dân đề cao cảnh giác, chủ động ứng phó khi tình hình phức tạp. Cũng trong ngày hôm qua 14 tháng 12, ít nhất 4 học sinh đã thiệt mạng và 20 em khác bị thương khi xe buýt chở các em học sinh về nhà bị cắt làm đôi trong vụ va chạm với tàu hỏa ở miền nam nước Pháp. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã ngay lập tức tới hiện trường và gọi đây là một tai nạn thảm khốc. Cơ quan quản lý đường sắt cho biết đoàn tàu trên chạy với tốc độ khoảng 80 km/h vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Vào khoảng 23 giờ 30 phút khuya ngày 14 tháng 12, có khoảng 7 người trong tình trạng có mùi rượu bia đến một quán cà phê vỉa hè tại đây. Lúc này chủ quán cà phê không phục vụ vì đã đến giờ đóng cửa, thì nhóm thanh niên chửi bới gây sự. Công an phường Phú Cường đã đến hiện trường để giải quyết, nhưng nhóm thanh niên không chịu hợp tác và tiếp tục gây sự với công an. Trong đó, một nam thanh niên cầm một cọc tiền hàng trăm triệu đồng tuyên bố nếu công an động vào làm mất tiền thì công an phải chịu trách nhiệm. Khi nhiều người dân hiếu kỳ đứng vây quanh xem công an giải quyết vụ việc, một nam thanh niên trong nhóm đã cầm cọc tiền đòi ném người dân, mua hết công an và ném chết dân miền Nam. Lúc này, những người xung quanh bức xúc vây lại dùng nón bảo hiểm đánh nhóm này chạy loạn xạ trên phố và quay phim tung lên mạng xã hội. Một thanh niên trong nhóm đã bị đánh gục và đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sáng nay, công an phường Phú Cường cho biết đơn vị đang tạm giữ 6 thanh niên trong nhóm để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.